Dù đã ngừng sản xuất từ năm 2022 nhưng những xe chạy xăng của VinFast vẫn còn khá hát trên thị trường xe cũ. Cả Fadil, Luxa và SA đã qua sử dụng hiện đều được người tiêu dùng săn đón nhiệt tình bởi giá xe đã ở mức khá rẻ, đồng thời chất lượng của xe cũng đã được kiểm chứng sau vài năm có mặt trên thị trường. Mới đây, trong một hội nhóm người dùng xe VinFast tại Việt Nam, một chủ sở hữu xe đã giao bán một chiếc Lux SA với mức giá chỉ hơn 600 triệu thấp hơn Honda hr là SUV cỡ B bán chạy nhất tháng 1 có giá từ 699 triệu và ngang bằng với những kia Celtis hay Hyundai Creta. Theo thông tin được chia sẻ từ người giao bán cũng như những hình ảnh được đăng tải, chiếc xe này được được đăng ký biển Hà Nội ngoại thất sơn đen, nội thất có tông màu kem với nhiều chi tiết được ốp gỗ vừa sang trọng vừa hài hòa, bắt mắt. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2019 với số lăn bánh ghi nhận ở thời điểm hiện tại khoảng 70.000 km. VinFast Lux SA Mẫu SUV được ra mắt tại Việt Nam với 3 phiên bản khác nhau, mỗi bản được trang bị đặc điểm riêng biệt. Xe nổi bật với hệ thống đèn pha Coslet, đèn hậu dạng cánh chim đặc trưng của VinFast và bộ mâm 20 inch sáng bóng. Bản tiêu chuẩn của xe có một màu sơn đơn giản nhưng tinh tế. Xe được trang bị màn hình giải trí dọc, vô lăng bọc da, cần số và phanh tay điện tử, cung cấp trải nghiệm lái thoải mái và tiện nghi. Hệ thống giải trí bao gồm một màn hình cảm ứng 10.4 inch đa kết nối và dàn âm thanh 8 loa. Luxgen A còn mang đến nhiều tiện ích như hỗ trợ sạc không dây, nút bấm khởi động, điều hòa tự động hai vùng với cửa gió cho hàng ghế sau và ổ sạc 12V. Về hiệu suất, xe được trang bị động cơ xăng tăng áp 2L, sản sinh công suất tối đa 228 mã lực và mô men xoắn 350 Nm đi kèm hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ thống dẫn động AVKD đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ. Về an toàn, xe được trang bị các công nghệ tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh. Phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và xuống dốc, chống lật, camera 360 độ, 6 túi khí. Với những trang bị và công nghệ hiện đại, VinFast Lux SA hứa hẹn mang đến một lựa chọn SUV cao cấp và đẳng cấp cho khách hàng Việt, sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ trong và ngoài nước.